cho bánh kẹo đây. Dạ, tụi con cảm ơn bà. Bà Năm ơi, chàng hôm nay sáng quá. Chắc ông Trăng sẽ xuống đây chơi với tụi con phải không bà? Đúng rồi, chúng ta sẽ xuống chơi với con. Yeah. Ông Trăng xuống chơi cây cầu thì con sẽ cho mong. Ông Trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút. Ông Trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa. Ông Trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho linh. Ông Trăng xuống chơi để thanh thì bụt tranh cho mơ. Ông Trăng xuống thấy đội này đội hỗ trợ, hôm nay đội này lên hát chính rồi. Lần nữa xin chúc mừng chúng ta. Phải nói rằng tuần này hát không có khá hơn tuần trước, vẫn là các em thiếu nhi là hát chính. Và có một cái điều thắc mắc, không biết là cái anh mặc áo đỏ đeo cái quan hoàng đó là đóng vai ông Trăng hay là ông Chánh? Ông Quang. Ông Quang hả? Tại vì cái bài ông Trăng thì có cái minh họa là cuối cùng là ông Quang là sợ các em thiếu nhi hay là sợ ông Trăng. Thì cái nội dung nó hơi lằng ngoằng, chắc phải nghe chị giải thích tí xíu. Dạ, nói chung là tụi em xây dựng kịch bản trên bài hát này là cái ông Quang này rất là hống hách, cả dân làng đều sợ ông Quang. Nhưng mà có cậu bé thông minh sẽ có suy nghĩ cái cách là sẽ làm cho ông Quang một bài học là phải sợ những dân làng trong dân làng. Thì thực ra bài mưu kế là cho kéo rồi ý đại khái là cho té rồi cho bài ông Quang bài học vậy đó. À, thì ra là mới hiểu được cái nội dung này. Có nghĩa rằng khi chúng ta hát xong, người ta phải phân tích thì người ta mới hiểu, đúng không? Cảm ơn gia đình rất nhiều. Lần này thì sau gần một tháng gặp lại thì đã trở thành những cô bé rất là dễ thương, tinh nghịch, và nhất là cậu bé. Tuy nhiên, các em nhỏ thì hát rất là tốt,
nhưng mà Thanh Hoa cứ cố nghe nhưng mà không nghe được một giọng của người lớn nào cả. Đấy, thế là có lẽ là tại vì mình để xa micro. Ý đồ dàn dựng của gia đình chúng ta trong bài hát này là chưa rõ. Nếu như chúng ta bỏ cái ông Tránh đi thì nó đỡ rối bài hơn. Trong cái bài hát này nếu như chỉ có các em thiếu nhi và các cô thiếu nữ cùng múa dưới trăng và kể cái câu chuyện và như thế thì chắc chắn là bài hát sẽ dễ hiểu và sẽ sinh động hơn là đưa hai nhân vật khó hiểu. Thật ra thì tôi hiểu, mà tôi hiểu là do tôi vận dụng tất cả những cái kinh nghiệm mà tôi làm sân khấu thì tôi hiểu được. Thực mỗi lần mà xuất hiện một ông mà ăn mặc tươm tất, áo dài khăn đóng mà có vẻ rực rỡ thì đó là ông quan hoặc là phú ông, mà đó là phú ông hay quan là lúc nào cũng áp bức dân lành hết trơn. Thế tôi nếu mà tôi làm cái tiết mục này á, tôi sẽ làm ngược lại, các bé chỉ có hát thôi, còn người lớn chúng ta diễn những đứa con nít hồn nhiên và phú ông sẽ diễn ra nội dung mà các bé hát quá tốt, do chúng ta không cần phải hát nữa, chúng ta chỉ diễn và minh họa cho các bé thì tiết mục này tôi nghĩ là sẽ rất ấn tượng. Chúc mừng gia đình mình. Thọ quả kêu nam đau nữ phòng, người dân khác họ. Người dân khác họ thì sao anh? Người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Kìa, người ta nhớ thương kìa. Họ hai bên núi một nhịp cầu, cầu duyên cầu nợ. Cầu duyên cầu nợ sao em? Chứ cầu duyên cầu nợ câu hò mấy anh chớ về nè, những tiếng gì nữa. Mấy nhịp cầu tre làng quê ơi, băng qua kinh nói tình miền quê, buồn vui vẫn trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về, hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre lặng nghe. Ai ca trong nắng chiều vàng hoe, cầu tre bao trưa hè vui một câu hè, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Tình tình chẳng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu thưa sang thưa qua cầu gió bay. Mấy cô bên làng bên kia ơi, nãy tụi tôi nghe mấy cô hát hay quá à, mấy cô có hay thiệt đó, hát được không? Dạ được đó, cho hát rồi đó nha. Ai đem bắt nhìn cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi
lấy chồng lạng bên. Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cậu ơi, ai đem tình vơ vàng khắp miền. Lòng cậu như đôi cánh chim miền. Chiều nay, trăng sông thanh nhớ nhịp cậu duyên. Cậu ơi, ai đâu quên những chiều thần tiên. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Vừa rồi là ban giám khảo có vừa trao đổi nhỏ với nhau là lại căng rồi đây. Chúng ta đã rất khéo léo để đưa cái đám cưới vào trong cái câu chuyện tình yêu của giữa hai thôn, hai làng. Phải nói rằng là Thanh Hoa rất là phục cái ý tưởng dàn dựng. Tuy nhiên là nó chỉ còn một chút, ví dụ như là nam và hỏi nữ ý, về nhà mẹ hỏi thưa rằng thưa. Đấy cái câu đấy. Nếu như tất cả nữ của chúng ta mà nó hơi dịu dàng đi một tí, duyên dáng đi một chút, cái câu là thưa rằng thưa thì nó sẽ hay hơn rất nhiều lần. Đấy chỉ là một chút thôi. Gia đình nhà ta hát bài này rất hay, xin chúc mừng. Đức Thịnh có cảm giác như là gia đình mình được trở về là chính mình ở cái dòng thi tuần á, có vẻ như cái bài hát và cái tiết mục đó các bạn phải cố gắng thể hiện đó. Rồi riêng cái bài này thì các bạn rất nhẹ nhàng mà vẫn lột tả được cái bài hát đó. Đặc biệt Thịnh khen là cái những giọng hát của gia đình mình đó là rất là rõ lời, thứ hai là đầy tình cảm. Xem tiết mục này thấy rất là ấm áp, nó có một cái gì đó ấn tượng mang mát ở trong lòng không giải thích được, chỉ là một lời khen dành tặng gia đình mình thôi. Tôi thấy minh họa rất là tả thực, ví dụ như là em tôi qua lấy chồng nhà bên là sẽ là đám cưới mâm quả. Còn đi qua cầu tre thì sẽ đi qua cầu tre. Nên tôi rất sợ là lúc mà yêu nhau cởi áo cho nhau thì cởi tuột luốt cho có nhau rồi chết. Có cởi luôn. Không, cởi có ít cởi quá. Luôn rồi. Tại vì cởi đoạn đầu thôi, chừng qua dân tấu tôi sợ cởi nữa thì không còn cái gì để cởi. Không phải đâu, đây là bởi vì là cởi ngược. Đáng nhẽ là thường mà về nhà mẹ hỏi là hay hỏi con gái, đáng nhẽ là các bạn nữ phải cởi cơ. Nhưng đằng này là các bạn nam cởi, cho nên là mình không thấy gì. Đúng là các bạn nữ phải cởi. Và phải nói rằng gia đình phân công tác cho mỗi người đóng một cái vai rất là hợp. Là có cụ là lớn nhất, là người sẽ là đưa lối cho con trẻ. Và cuối cùng là hai em nhỏ tung hoa và đi qua cầu làm cho tôi khát vọng ước ao được muốn lấy vợ quá. Chúng ta đã theo dõi phần trình diễn của ba đội. Mỗi đội có một cái phần nó xuất sắc riêng biệt. Đầu tiên là ca chiêu xa, rồi đến ông trăng, rồi xong đến mấy nhịp cầu tre. Phải nói là mỗi đội chúng ta đã khắc họa được cái tính cách cũng như là cái sáng tạo trong mỗi bài hát riêng của họ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khó khăn từ ban giám khảo. Làm sao để chọn ra một đội để bước tiếp vào vòng trong. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho đội đến từ Bình Dương. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 9.5. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, 10. Và đạo diễn nghệ sĩ Tuấn Thịnh, 10. Tiếp theo sẽ là ông Trăng, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 9. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, 9. Và đạo diễn Đức Thịnh, 9.5. Tiếp theo là mấy nhịp cầu tre, Vũ Quốc Việt, 9.5. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 9.5. Và đạo diễn Đức Thịnh là 10. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Bình Dương, Kiến Ca Chiêu Sa, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 10. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 10. Và đạo diễn Đức Thịnh, 10. Tiếp theo sẽ là đội bài hát Ông Trăng, Vũ Quốc Việt, 9. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 9.5. Và đạo diễn Thịnh là 9.5. Số điểm dành cho đội mấy nhịp cầu tre, Vũ Quốc Việt, 9.5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa, 9.5 và đạo diễn Đức Thịnh là 10. Tổng số điểm của đội đến từ Bình Dương, gia đình cô Thanh là 59.5. Đội gia đình cô chị Nhân là 55.5 và đội gia đình chị Thủy là 58 điểm. Và bây giờ tôi xin mời đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh cùng với Vũ Quốc Việt sẽ lên trao kỷ niệm chương và khoa cho đội gia đình chị Nhân và chị Thủy. Xin mời nghệ sĩ Như Thanh Hoa sẽ lên trao phần thưởng cho gia đình
Một lần nữa xin chúc mừng gia đình đến từ Bình Dương. Còn bây giờ chương trình Gia Đình Tự Tử xin phép tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau. Chương trình do MCV thực hiện. Tấm vé vòng tuần sau sẽ thuộc về gia đình nào đây? Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Chương trình do công ty MCV thực hiện.